Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh của anh Trường Khoa Đức Chiến. Ngày hôm nay thị trường nó là một cái phiên hồi phục rất là tốt đúng không anh em? Đấy. Hồi phục rất tốt anh em ạ. Tuy nhiên nó có một cái điểm, những cái điểm mà ông anh muốn lưu ý với anh em rằng là thị trường ấy, cái giai đoạn này anh em nhìn buổi sáng nó mở gap, mở nến là 1186 đúng không? Thì cái kết phiên ở đây nó là 1177, đấy. Tức là nó mở gap 9 điểm, đúng không? Thứ hai đó là cái việc mà cây nến này nó vẫn còn cái dâu ở trên này, em quay trở lại cây nến nó vẫn còn dâu ở trên này. Thì đối với những cái cây nến như này, cây hồi phục như này thì nó cũng phải thôi anh em ạ. Vì sao? Vì VN Index nó là có những cái nhịp rơi rất là tàn khốc đúng không? Đấy. Thì nó hồi phục ở đây cũng là điều đương nhiên đúng không? Và ông anh cho rằng là cái nhịp hồi phục của ngày hôm nay thì rất là tốt đối với tất cả các cổ phiếu anh em nhìn này. Có hơn 400 mã đấy, xanh và 17 mã mà tìm rất tốt. Tuy nhiên cái mức thanh khoản đây đấy, nó thấp. Và thật sự cái phiên hồi phục ấy, mức thanh khoản như này là đạt anh em ạ. Như này là đạt. Chúng ta có thể thấy rằng là cái sự khốc liệt của thị trường nó vẫn như thế đúng không anh em? Nó tăng giảm, cái việc mà thị trường ấy nó giảm sàn hôm qua AGR anh em đúng không? Anh em có quên không? AGR hôm qua nó sàn này, đúng không? Đấy. Sau đó thì hôm nay thì nó lại tăng 4,5%. Tôi nói đánh anh em, tức là những anh em nào mua cái thứ 6 này lại về nó đạt cho cắt lỗ bằng được và sau đó lại kéo lên. Thì liệu hôm nay anh em dám mua? Ngoài nghĩ rằng hôm nay ít người dám mua lắm. Ít người dám mua vì đầu phiên nó mở gap đúng không anh em? Đấy. Nếu mà mua cái cây ngày hôm qua thì cũng ít người dám mua. Vì sợ là nó thủng tiếp đúng không ạ? Đấy. Thì ông anh cho rằng nhá, đối với cái nhịp của cây này thì VN Index có khả năng nó sẽ đi tiếp. Tức là sao? Tức là hôm nay là chúng ta sẽ còn giao dịch khoảng tầm đến thứ 6 đúng không? Đấy. Thì VN Index khả năng là thứ 5 và thứ 6. Đấy. Thứ 5 tiếp tục tăng và thứ 6 thì chúng ta không biết, và chờ cái cây hàng về này chúng ta tính. Thì có thể là nó cũng sẽ có là một cái gọi là cái khoảng kỳ nghỉ cho anh em đấy. Cái phiên xả hơi ấy, một cái đợt phục hồi để anh em có thể cơ cấu được hàng đối với những anh em nào kẹp. Đấy. Dự đánh quá kinh khủng anh em ạ. Cái đối với ông anh ấy thì anh em nhìn này. Đây. Anh em nhìn nhá. Đối với ông anh ấy thì Hùng Anh vẫn giữ. Anh em nhìn này. Đây. Đây. Vị thế của Hùng Anh vẫn giữ 30% cổ phiếu trên tổng NAV anh em nhé. Ngoài nghĩ rằng là cũng ít người làm được cái điều này lắm. Tại vì thứ nhất là phải có cái định lãi tốt thì anh em mới giữ được cổ phiếu. Đấy. Ngoài giữ con nào? FTS 10% và DGC 20%. Anh em ạ. Giữ thôi. Đúng không? Thì cho nên là thị trường, mặc dù thị trường nó tăng thì ông anh cũng không quá là FOMO đâu anh em ạ. Tại vì ông anh vẫn giữ cổ phiếu. Và anh em nhìn cái con cổ phiếu như DGC này, nó phục hồi lại. Đúng không? Tuy nhiên ở dưới này nó vẫn còn cái gap anh em nhé. Đây. Cái gap ở đây này. Một tí. Đúng không ạ? Nhưng vẫn là gap anh em nhé. Đúng không ạ? Vẫn là gap. FTS của anh vẫn còn 10%. Nói chung là cầm thôi. Tại vì ông anh bán được ở cây này ấy, là ông anh đã hạ tỷ trọng 30% cho cái nhịp này. Cái nhịp điều chỉnh thì ông anh đánh giá là ok, còn cầm 70% tiền mặt và 30% cổ phiếu là hợp lý. Đấy. Thì còn đối với những anh em nào đang kẹp hàng thì sao? Thì sáng nay ông anh vẫn bảo anh em này phải khuyến khích em bán ra. Tại nếu anh em kẹp nặng ấy thì càng hồi lên anh em càng bán, thì nó là cơ hội anh em ạ. Không, anh em không phải sợ rằng là cái việc mà trên thị trường này mình bán đúng đáy hay là mình bán đúng nhịp tăng. Anh em biết rằng cái thị trường khi mà nó tăng như này ấy, nó sẽ còn quay lại và test anh em ạ. Anh em nhìn này, bất kể thị trường nhá, nếu kể cả thị trường vào trên tăng trở lại, anh em nhìn này, cái đợt rơi này đúng không ạ? Đợt rơi anh em nhìn này, nó tăng này, xong nó tăng này, đấy, giống cây này giống cây hôm nay này. Đấy, anh em cái đại khái là cái kiểu nó tăng ấy, anh em nhìn này, sau cây nó lại tăng tiếp nhá, xong nó về nó test này đúng không? Hay là cái cây này thì anh em nhìn này, tăng này đúng không? Tăng đúng không? Đây, cây này nó giống cây này đúng không? Tăng này, xong nó lên này, nó vẫn phải tìm một điểm test. Và chúng ta sẽ vào khi nào? Khi mà anh em phải hiểu nhá, những cái cây như này này, khi mà nó test ấy, nó vẫn sẽ có những cổ phiếu nó tăng anh em ạ. Đầu tiên nhá, nó đầu tiên là anh em phải nhìn này, cây này test xong rồi, cây này cân bằng này, anh em hiểu không? Và sau đó Hùng Anh vẫn nhớ, tức là ở cái giai đoạn này thì vẫn nhớ là cổ phiếu tăng. Đấy là vào trên tăng nhá. Anh em nhìn nhá. Đây. Đây đúng không ạ? Đây, cái này đi. Hùng Anh còn nhớ DPM. Chưa rồi.
DCM này, SSI này. Đấy, anh em nhìn thấy không? Đây, VN Index nhé. Đây, anh em nhìn này, nó cân bằng lên này. Và các cổ phiếu, để xem nào. Lúc với dòng này, ta xem này, đăng kim này. Đấy, các cổ phiếu cũng cân bằng được và đi lên anh em ạ. Tức là trong cái phiên đấy nhá, nó vẫn cân bằng đi lên anh em nhìn thấy không? Đấy, nó vẫn cân bằng này và đi lên này. Sau một đợt chỉnh nó cân bằng đi lên với volume thấp này. Đấy, nó vẫn sẽ phải quay lại test để xem dòng nào nữa. ANV, VHC. Đấy. DGC. Đấy, anh em nhìn thấy không? Đấy, vẫn đi lên này. Đấy. Thì anh em nhìn nhá, khi mà trong một đợt chỉnh ấy, các cổ phiếu nó vẫn có cổ phiếu đi lên. Nó giống như bây giờ. Đấy, anh em thấy không? Đợt chỉnh xong đi lên này. Đấy. Thì anh em hiểu rằng là cái thị trường bây giờ ấy, một là nó sẽ đi kiểu này, nó sẽ có test lại anh em. Hai là nó đi kiểu này. Nhưng mà anh nghĩ rằng là cái kiểu sideways này là cao. Chứ còn anh vẫn đánh giá cái nhịp này là một nhịp phục hồi anh nhé. Đấy, dù phục hồi có test lại, có đi lên cân bằng hay không ấy, thì nó vẫn sẽ phải test lại. Anh em ạ, đây, hoặc là nó sẽ giảm như này, đúng không? Như cái hôm mà anh vẽ này. Đây, hôm 12/4 của anh có vẽ này, đúng không ạ? Anh em nhìn này, nó đi lên vùng 1200 này. Đấy, một là nó sẽ cân bằng ở vùng này đúng không? Sau đó nó giảm. Hai là nó sẽ đi lên xong nó test luôn. Thì cái hành động nó chỉ có hai kịch bản anh ạ. Đấy, nó sẽ cân bằng, một là cân bằng vùng này xong nó đi lên đúng không? Hai là lên xong cân bằng trên xong nó giảm. Đấy, thì nó đang giống cái kịch bản cái mũi tên màu đỏ này anh em thấy không? Thì chờ xem mấy phiên nữa nó có cân bằng nhá. Ngoài anh nghĩ dễ. Nhưng cái cây này này là tốt anh em nhá. Cái cây này là tốt. Đấy. Nhưng cái cây này mở gap thì nó lại không tốt lắm. Hùng Anh thích cái cây màu đỏ hơn anh em. Tại sao? Tại sao anh lại thích cây màu đỏ? Tại vì sao? Tại vì là cái giai đoạn này thị trường nó cần phải có những dao động nhỏ hơn. Hùng Anh không thích dao động to đợt này anh em ạ. Đấy, nó cần phải có những dao động. Tuy nhiên, dao động to giai đoạn này nó là điều không thể tránh khỏi anh em nhé, không thể tránh khỏi. Vì vẫn còn anh em ở ngoài, anh em vẫn còn nào là mắt đáy, nào là anh em trung bình giá này chưa ổn đâu anh em ạ. Chưa ổn đâu. Đấy. Nên là cái đoạn này ấy, anh em đừng nghĩ là thấy nó tăng một phiên là anh em vui. Đấy. Cố gắng anh em duy trì, Hùng Anh cũng cần biết là đây có phải là đáy hay không, hoặc là 1100 là đáy, hoặc là 1120 là đáy, hoặc là đây là đáy, Hùng Anh cũng không quan tâm, không quan trọng anh em ạ. Hùng Anh chỉ biết rằng là cái phương pháp của Hùng Anh là khi mà thị trường nó giảm như này bắt buộc phải hạ tỷ trọng tài khoản chấm hết để đưa về một cái trạng thái an toàn. Anh em nhìn đấy, và các cái cổ phiếu nó có làm sao không? Tại sao Hùng Anh bán VCI cả anh em? Vì nó giảm. Nó giảm nhưng anh bán được cái này, anh bắt buộc anh phải bán thôi. Kể cả bây giờ nó tăng hai cây trần nhé. Kệ mày, mày đánh kiểu đấy, tao tao bỏ. Đấy. Hay là VIX. Em nhìn anh bán được cái 18.2. Gãy là anh bán, anh đã nói với anh em đúng không? Nói rất nhiều, gãy là anh bán không có thương lượng thì anh em nhìn thấy bán 18.2 nó về đến tận đây. Đấy. Tức là sao? Tức là từ đây. Nó về đây nó 12% anh em. Đấy. Không bán ấy, còn về cả cụt cả giá vốn luôn. Đấy. Hay là ông anh bán FTS, vì sao? Vì nó giảm quá mạnh, nó giảm mà nó hồi cái kiểu này. Kể cả ông anh có nói hôm trước với anh em đúng không, hai cây trần vẫn sẽ bán. Đấy. Không tiếc, vì bán ở đây là đúng quy tắc. Đấy. Đáng nghĩa ra nếu mà tinh ý hơn thì chúng ta phải bán từ cây này lúc mà nó giảm. Nhưng anh em biết là những cái cây này ấy, và những cây này anh em nhớ là nó làm gì không? Nó đạp ATC anh em. Mất dậy cây này này, nó đạp ATC 3.5%, tức là lúc cuối giờ ông anh còn nhớ mà nó chỉ có âm khoảng tầm 3%, tức là nến nó đang ở vùng này này, nó đạp phát ATC mẹ sàn luôn, thế mới chó. Đấy, nói chung là canh lái canh đánh thế thì chịu anh em ạ. Cuộc chơi nằm ở trong tay đội lái, chúng ta chỉ tuân theo luật chơi của họ. Họ ép chúng ta bán, chúng ta bắt buộc phải bán. Đấy, họ bây giờ họ kéo hồi. Đấy, thì chúng ta nếu chúng ta tỉ trọng tài khoản chúng ta cao, chúng ta vẫn phải hạ. Đó là luật chơi anh em. Vào ở trong nhà ai thì phải tuân thủ luật nhà người đấy thôi, đúng không anh em? Đấy. Ngày hôm nay thì phiên hôm nay hồi phục rất tốt, anh em nhìn này, hồi phục rất tốt đúng không ạ? Xanh tím hết. Anh em nhìn, anh em nhìn KSB này, đấy, nó giảm như này mà anh em mới có phiên xanh, anh em đã quên hết rồi, anh em cẩn thận. Nói chung là tầm này là anh em phải cẩn thận anh em ạ. Cứ từ từ, một khi mà chúng ta giữ được tiền ấy, có sóng mới chúng ta đánh, sóng mới nó lại vài tháng anh em ạ. Sao phải xoắn không anh em? Và nếu mà chúng ta đã view một cái thị trường là thị trường sideways đúng không? Sideways như này đúng không? Thì nó sẽ có xuất hiện dòng dẫn. Và cái quan trọng ở trong thị trường này anh em phải
ăn được cái dòng dẫn. Dòng dẫn là một là dòng dẫn, hai là cổ phiếu dẫn chỉ số. Em chỉ cần mua đúng hai cổ đấy. Và kể cả mà anh em mua cao hơn cũng được. Ví dụ như con Bit này, anh em nhìn đúng không? Thì con sideways đây đúng không? Nó vẫn tăng. Thì anh em ăn được, anh em phải theo dõi từng tí một, anh em phải xem là cái độ chênh của nó so với thị trường, nó khỏe hơn thị trường. Đấy. Và anh em bet kèo là ví dụ bây giờ thị trường sideways em thấy như nào nó tăng đấy, thì anh em ăn được con Bit. Anh em kể cả anh em có mua ở đây đúng không? Thì anh em vẫn lãi cơ mà, anh em nhìn. Anh em mua đây anh em vẫn lãi. Đâu cần anh em phải bắt đúng đáy đâu đúng không? Đâu cần anh em phải bắt đúng đáy, mà quan trọng anh em phải chọn được cổ phiếu mạnh nhất. Đúng cái trend tăng thì lên đến đây thì anh em chốt. Đấy, theo đó. Kể cả anh em mua ở đây nhá. Anh em lên đây anh em không chốt được đúng không? Em trả lại cho thị trường một ít thì có như anh em vẫn có ăn đúng không? Tầm này ông nào có ăn là ngon, đúng không ạ? Thế thôi. Đúng không? Hay như CTG anh em chờ nó cân bằng đi, đúng không? Nếu anh em đã bet kèo là thị trường sideways và nó kéo điểm bằng dòng chỉ số thì anh em phải bet một vài con, đúng không ạ? Đấy, như FPT hôm nay nó kéo có phải kéo banh rồi, anh em nhìn nhá. Này, FPT đóng góp 2,44 điểm, CTG đóng góp 1,9 điểm, GVR đóng góp 1,8. Thì những cái con như này nó vẫn có thể kéo được mà anh em, đúng không? Quan trọng là anh em cầm và anh em dòng nào hay là cổ phiếu nào nó có câu chuyện để kể nó mới kéo, đúng không ạ? Thị trường nó không thiếu cổ trụ để nó kéo anh em ạ. Đấy, còn quan trọng là một dòng nữa là cái dòng nào đó nó phải có những cái dòng, ví dụ như năm nay họ FT đúng không? Đấy, hay là họ Viettel đúng không anh em? Những cái họ này là rất là khỏe của thị trường đúng không ạ? Nó rất khỏe, anh em bắt được vào những cái họ này thì như con VG anh em bắt được thì anh em có phải là cái đợt chỉnh anh em như mù câm điếc không? Nhưng mà đến Hùng Anh giữ được DGC này thì Hùng Anh đợt chỉnh vừa rồi thoải mái anh em, nhưng đâu phải Hùng Anh giải ngân hết toàn bộ vào DGC đúng không ạ? Nếu giải ngân để đánh all in như thế nhớ DGC nó không tăng mà quay đầu nó giảm sao thì đứt à, đúng không? Đấy, cho nên là cái giai đoạn này Hùng Anh vẫn bet kèo thị trường sideways. Anh em hiểu, anh em nhìn một cái bề. Em nhìn nhá. Đây, KHB nó đi như này anh em ạ. Đây, mình vẽ cho anh em như này. Anh em nhìn giống đoạn nào không? Anh em nhìn giống đoạn nào không? Đây. Nó có giống đoạn 2015 không anh em? Đây. Đây nó giống đoạn 2015 không anh em? Giống không? Đấy, anh em nhìn thấy không? Đấy. KHB nó rơi đúng như viên sỏi đợt này luôn. Đoạn này luôn. Kinh khủng. Thì anh em bây giờ nhiệm vụ của mình là bet kèo thôi. Mà lên kèo để bet đúng không? Đấy. Cổ phiếu thì bây giờ anh đang nhìn. Hôm nay bắt đầu nó có những cái sự mà cân bằng nhưng mà tuy nhiên nó chưa tốt. Anh em nhìn hoa sen này, hay Nam Kỳ này. Hoa giảm này tăng, nó vẫn khá biến động. Chờ nó cân bằng. Vôn bé, nên bé, chúng ta chờ xem. Và dòng nào quan trọng là chọn được dòng anh em ạ. Chọn được dòng. Đấy. Chọn được cổ phiếu canh muốn kèo trong nhịp này, đúng không? Chứ còn nếu mà chọn mà không đúng ấy, anh em mua sớm anh em chưa chắc có ăn đâu. Đấy, nên là đợt này Hùng Anh sẽ bet kèo anh em ạ, sẽ bet kèo để đánh. Còn đoạn này thì chưa nói trước được điều gì anh em ạ. Với cây hồi hôm nay là tốt nhá, cây hôm nay là ok la luôn đúng không? Nhưng mà cây ngồi ngày hôm nay Hùng Anh ngồi im tại vì Hùng Anh 30% cổ phiếu, 30% cổ phiếu thì ngồi im chứ còn gì nữa anh em. Còn cũng đó là lý do tại sao anh không bao giờ Hùng Anh bán hết cổ phiếu trên thị trường, không bao giờ Hùng Anh bán hết cổ phiếu, kể cả cái giai đoạn năm 2022 này. Lúc nào trong tài khoản của anh cũng 50%, gọi là của anh đảm liên tục và một cái tỷ trọng tài khoản bé. Đấy, cho nên là đoạn này anh em cũng thoải mái nhá, thoải mái thôi anh em ạ. Tốt nhất là công cứ chờ thị trường cân bằng xong rồi công vào lại sau, tại vì công biết là một khi mà nó đã vào sóng ấy, thì nó thoải mái. Và một khi mà anh em nhớ nhá, anh em nhớ đoạn này, kể cả thị trường bây giờ nhá, nó có đánh kiểu này đánh thốc luôn, nó giống như đoạn này anh em này có đánh thốc này. Thì cũng anh em đánh T cộng thôi nha, đánh T cộng cho anh lên thốc kiểu này, đánh T cộng cho anh nha anh em nhá. Đấy, thì anh nghĩ rằng cái kiểu đánh kiểu này ok có thể xảy ra anh em nhá, nhưng cái xác suất nó rất thấp. Và nếu mà xác suất thấp ấy, anh em vẫn có thể đánh, nhưng mà nếu mà nó đánh kiểu này ấy, là chấp nhận là nó sẽ còn một nhịp chỉnh kinh khủng hơn. Nhưng anh không nghĩ rằng cái nhịp này nó xác suất là cao như thế đâu. Xác suất của cái việc VN Index nó kéo lên 1.300 bao nhiêu nó cao như thế đâu. Vì sau cái đợt giảm này, hầu hết các cổ phiếu nếu mà đánh như thế quá láo anh em ạ, quá láo luôn. Và nó sẽ không bao giờ nó đánh như thế đâu. Bây giờ chỉ có nó cân bằng trên này. Đấy. Sau đó có thể nó nhú lên xong rồi nó giảm luôn. Em hiểu không? Đấy, nó giảm một là nó về test đây hoặc là nó về đây luôn. Đấy. Nó đang giống cái kịch bản đó anh em ạ. Đang giống cái kịch bản. Chúng ta sẽ chờ xem là canh lái muốn gì.
xem các anh lại muốn gì. Còn hiện tại thì và sau đó chúng ta sẽ chờ dòng cân bằng. Đấy. Nói chung thị trường nó thật sự là nó vừa khốc liệt, nó vừa thú vị anh em ạ. Thật sự là nó vừa khốc liệt và thú vị. Hôm nay ông anh được đọc một cái câu là quan trọng là ở trên thị trường này không phải là bạn có lãi hay là bạn một ngày giao dịch thành công, đó là một ngày mà bạn tuân thủ nguyên tắc anh em ạ. Chứ không phải là một ngày giao dịch thành công là bạn có nhiều lãi hay là một ngày giao dịch thất bại là bạn có nhiều lỗ. Đấy. Nát bạn tăng hay nát bạn giảm. Đấy. Anh em nhớ cái cây này không? Cái cây này hôm trước đây 12 tháng 4 nhá. Ngoài bảo là nói chung là hơi fail anh em ạ. Lúc ấy hưng phấn quá, cũng là con người thôi. Đây, cây 12 tháng 4 đúng không? Đây. Kịch bản đẹp nhất sau phiên hôm qua là VNI siết nền, siết vôn đi ngang. Thì hôm nay nó kéo, thì hôm đấy nó kéo luôn anh em ạ. Cay thật. Đấy, anh em thấy không? Đấy, 12 tháng 4 nhá. Thì hôm đấy kéo luôn là mình hưng phấn quá. Đấy. Thế là đứt. Nói chung là cũng là con người anh em ạ. Cũng là con người thôi. Làm sao mà tránh khỏi được. Thế là hôm sau đạp nó vỡ mồm luôn. Đúng không ạ? Anh lại đánh dã man. Giờ này thì... giờ này Hùng Anh sẽ rút kinh nghiệm cái việc là việc mình không hưng phấn quá để mình dẫn dắt anh em cho nó đúng. Đấy. Anh em xem video của Hùng Anh thì Hùng Anh cũng gửi gắm anh em một câu, đó chỉ là cắt lỗ anh em. Trên thị trường này anh em có làm gì làm, anh em có mua cổ như nào, có kể cả siêu cổ hay cổ rác hay tất cả loại cổ mà anh em mua về mà lỗ 4% anh em cực té một nửa cho Hùng Anh, 6%, 7% anh em té. Đấy. Thì không bao giờ anh em chết được, thì những cái nhịp giảm như này ấy, không bao giờ anh em chết được, cùng lắm anh em chỉ mất lãi lắm. Mà đợt vừa rồi là ông anh lãi gần 10% anh, 10%. Đấy. Từ lãi tài khoản từ bao nhiêu? Gần 40% về còn 10%. Mà chốt ra một phần này. Đấy, vẫn còn cầm DGC FTS chứ không phải là thị trường nó rất khốc liệt anh em ạ, nó rất khốc liệt. Thế hôm nay chúng ta sẽ đi qua một số các cổ phiếu anh em nhé. VCB này, đấy, anh em về thấy VM200 bắt đầu được cân bằng này. Bit nó đang có sự cân bằng, anh em nhìn nhé, ngày mai này một số các con cổ phiếu nó đạt anh em ạ, nó đạt. Đây, anh em nhìn VCB này, đấy, nó đạt này, để cho VNX nó có một cái dầu ở trên nhé. VCB này, Bit này, CTG, CTG kéo này, VCB, Bit này. Còn con đây. Còn về bay đấy, ba con đạp thì một con nó kéo trên. Còn đâu các cái cổ phiếu nó mạnh mạnh như này thì lái nó không để lộ ra đâu. GVR anh em nhìn thấy không, nó không đạp ATC cuối phiên đấy, anh em chú ý nhá. Thì có một cái dâu, không bỗng dưng là nó để cái dâu đâu. Nói chung là các anh lái đánh hay, các anh đánh hay các anh ạ. Nếu mà các anh xem video của em thì các anh thì em xin các anh là các anh đánh nhẹ tay thôi cho nhà đầu tư sống với. Chứ các anh đánh thế này thì chết, nhà đầu tư thở sao được. Đến đùa trên đến này. Em đánh các anh còn em đánh mà em còn thấy các anh đánh khó thở. Thế này làm sao mà nhà đầu tư mà sống được anh? Kinh khủng. TCB, VB Bank. Thì những cái con cổ phiếu này chúng ta phải chờ, nói chung chờ xem là các anh lái chọn cổ phiếu nào để kéo anh em ạ. Phải chờ, chả biết làm nào. Nhưng mà có thì nhưng mà anh em cược ấy, nếu mà cược thị trường đi lên bằng điểm số ấy, anh em phải có cổ phiếu trụ nhá. Đoạn này nó thế anh em, chả biết nói nào. Đấy. VIB các kiểu này về nền này, cân bằng này. Nhưng mà vẫn phải chờ nhìn test lại nó đàng hoàng một thực tế để xem. MSB kiểu ok, nếu mà có cái vấn đề hiện tại thì anh vẫn chưa mua được anh em nhá. Chưa mua cổ phiếu, anh sẽ chờ thôi. Đấy. Em chờ nhịp cân bằng thị trường, có thể cân bằng trên, có thể cân bằng dưới không biết, nhưng mà phải chờ. VCI anh em nhìn này, nó có dấu hết không, không có lý do nào nhá. Nó anh em nhìn nhá, nó vừa có gap đúng không ạ, nó vừa có dấu. Đấy, cứ phải từ từ bình tĩnh hạ hồi phân giải anh em, gap hết. Đấy, gap hết. SSI cũng thế này, SSS này phải giảm nhịp nữa thì mới đây. Thôi nói chung là sau lễ để tính em ạ, sau lễ còn hai phiên nữa nghỉ lễ rồi. Anh em nóng luôn, nóng làm gì đúng không, nó có cả một chu kỳ cơ mà, chắc gì đâu. À, anh em nhìn nó ép này, em đánh này, cắt lỗ này, cây thứ 6 này mua này, hàng về nó anh đánh nó như này thì anh em lãi đâu ra, xong rồi nó kéo lên thì anh em có dám FOMO thì nhá. Anh em
không vào hôm nay, hầu hết ông nào ít vào cái này thì hôm sau nó kéo lên hoặc nó cân bằng đây hoặc là nó giảm, thì ông vào thì hôm sau nó rạp vô vỡ mồm không biết đúng không, lái nó sẽ lại cân hàng. Tại sao nhiều anh em lỗ? Vì lúc đó là nó phải cân hàng, ví dụ lái đích chẳng hạn, nó phải cân hàng mà anh em. Ví dụ anh em vào cây đấy nhiều hoặc là anh em vào cây này nhiều thì xác định là không có ăn, chỉ có một số ít anh em có thể có ăn thôi đấy. Và những người đấy là người rất giỏi anh em, rất giỏi, và người ta dám mua và người ta chuẩn bị sẵn, người ta thoát ở vùng trên này, người ta chuẩn bị sẵn tâm hồn đẹp để người ta mua đấy. Liệu anh em có làm được thôi nó, anh em để anh em bắt được có ăn ở những cây này nhá, hoặc là anh em bắt được cây này nhá, anh em phải hiểu nó là cả một quá trình anh em ạ. Cả một quá trình anh em làm đúng rồi, không gần như không có nhịp sai nào. Anh em phải cắt được ở vùng này đúng không, anh em mua ở vùng này lên anh em chốt, anh em hoặc là anh em cắt ở vùng này ok. Sau đó anh em xuống thì anh em cây này anh em chưa bắt này, cây này anh em chưa bắt lại, có anh em thấy bắt cây này hoặc cây này đấy, nó cũng là một điều ít may mắn chứ không phải đơn giản anh em ạ. Nhìn những cái cây nến này thôi, nếu anh em nào tưởng tượng ra được ấy, thì có thể thấy cái mức độ khốc liệt của thị trường. Kéo về phát tay 2,5 thì nó đấm cho vỡ mồm luôn, lại phải bán trả hàng. Hôm sau thì nó lại trần. Đấy, đánh thế nó mới kinh dị anh em ạ. Không đơn giản đâu. AGR. Chúng là đấy. Này, về này đấm vỡ mồm xong hôm sau hồi thì cây hồi này anh em bắt đáy ở đây thì còn chưa chắc ăn được nhiều. Nó thế anh em. Này, lại có dâu này, cứ từ từ cứ bình tĩnh. Nhưng mà anh cho rằng là lái họ đánh như thế này ấy, họ cũng là chuẩn bị một cái game dài ấy. Anh em nhìn, nếu mà anh em nhìn rộng ấy, thì nó là một cái game dài, cùng lắm con vịt có thể về này, cùng lắm thế chờ xem có một nhịp chỉnh. Như may anh em nhìn MB Bank nên nó lấy lại được này đấy, nó chạm về cái vùng nền đấy. Nếu mà MB Bank nó gãy thì mệt anh em, nhưng anh nghĩ rằng là nó tăng như này khả năng nó quay lại đây là test là cao, và sau đó nó còn cân bằng anh em ạ. Còn chán, anh em cứ thoải mái đi, còn chán đấy anh em ạ. Ông nào giữ được tiền cứ cầm đi, thoải mái đi. BMS kinh thật. Em nhìn đây GW của đánh này, anh em biết không, chị khách hàng của anh mua từ vùng này, đây vùng này luôn, mà đánh cho anh em biết là bao nhiêu phần trăm, 40%, mà về đây anh em biết còn bao nhiêu, 2,5%. Đánh tê thì chịu làm sao được. Anh em mua đây là mua gần cây 18/11 đấy anh em ạ. Mà đánh cho về được MA200 thì anh em phải hiểu cái sự khốc liệt của thị trường, mà đánh là như thế nào. Nó đấm cho vỡ mồm luôn, đấm vỡ MA200 thì những cái cây này nói thật, ông nào mua nên này còn chết, còn sợ gọi là đái ra quần, chứ đừng có nói là chuyện là mấy ông mua trên này, nếu mua trên này thì cắt lỗ hết. Đúng không? Hôm nay nó kéo này. Đấy, con này cũng rất khó chịu anh em ạ. Cho nên là thị trường nó không dễ ăn đâu. MWG được rồi anh em ạ. Chu kỳ nhìn bắt đầu ra, bắt đầu nó vẽ nến ra, bắt đầu nhìn nó giống sideways anh em ạ. Mẹ, sợ thế không biết. Không hiểu anh em nhìn nến như nào, nhưng mà anh nhìn nến là dễ kiểu sideways lắm anh em ạ. Anh em xem MN thôi mà. Đấy. Ôi, về nến luôn. Ôi, gãy phiên này về nến luôn. Đấm sợ thật. Đấy. Kinh không anh em? Về nến này. Nhìn có vẻ giống với chu kỳ sideways anh em ạ. Bắt đầu các bộ nến anh em nhìn sẽ thấy. PNG đây mà. Ok. Vico Stone. Phú Tài ngày hôm nay nhìn cũng vẻ khá ổn đấy. Chờ đó. Tầm này lại tập trung vào cơ bản anh em ạ. Chờ xem như nào, cổ đầu cơ chắc là phải tích lũy. DTD đấy, hôm nay mở gap anh em nhé, có cái gap này nhưng mà nó về nền đây thì khả năng là nó về vùng dưới này, nó sẽ test lại, chung là phải test lại. STC anh em nhìn này, ngày hôm nay một cái nến khá là xấu anh em, hôm nay anh để ý con STC này, nó là một cái nến khá xấu, nó có gap ở đây này, và sau đó cổ lên để bán lại đấy, thì chắc là phải mất thời gian cân bằng em ạ, chưa lên đâu, chờ thôi. Nói chung ngày mai không mua bán được gì cả. GVR hôm nay kéo hở ra, chung là cổ phiếu chỉ số mà các anh muốn đánh kiểu gì thì các anh đánh, đúng không anh em? Còn gì nữa? Tiếp số rồi, nhìn giống sideways cho anh em, sợ nhỉ? Giống sideways nhỉ? Thế ông nào nhá, ông nào mua những cái cổ phiếu ở cái vùng này, đấy thì may ra là có ăn rồi. Nhưng con này nó về thì cái vùng nền rất là cứng đúng không, may ra là có ăn rồi đấy.
nhưng vẫn phải chờ nhé, đoạn này vẫn phải chờ để đánh theo nhịp của thị trường anh em, đánh theo nhịp của thị trường thôi. Ship chân thua không? Nó khỏe, nó phải như nào, nó khỏe nó sẽ phải như nào. Ui sao kiểu gì đây, đúng không? Đấy, xong đi lên. Thôi nói chung là hoặc là nó sẽ test lại, à, sẽ test lại như này, cân bằng vài phiên này, xong test lại này, à, xong lằng nhằng như này, à, xong đi lên. Chung là nó sẽ phải tạo lại một cái đáy hai, nó phải tạo một cái đáy hai trước khi mà nó đi lên được. Nói chung là con này thì anh em nhìn nó giống con nào, giống con HAG anh em, à, nó phải tích lũy lại nhé. HAG nhìn thấy sai sai không? Đấy, anh em nhìn nó phải tích lũy lại, à, tay đáy tay đủ các kiểu, à, tay đáy tay đủ các kiểu, spring các kiểu, xong rồi lên vùng này cân bằng, đấy, thì lúc đó công tham gia, chung chờ thôi, chờ đoạn này. Nếu mà cổ phiếu thật sự là muốn đánh nhịp tiếp thì nó phải cân bằng được ở vùng này, sau đó mới đánh anh em nhé, sau đó mới đánh tiếp, chờ thôi. Long thầu BM200 bật. Thường đây là một cái nền tảng rất lớn của cổ phiếu, những con cổ phiếu cơ bản ấy, thì thường nó BM200 là nó sẽ phản ứng rất là mạnh anh em ạ, phản ứng rất mạnh. À, anh em nào thích anh em có thể lấy, nói chung là tầm này cầm tiền thì có thể gọi là có thể lấy thử nước những cái lúc mà thị trường nó đỏ anh em, đỏ thì lấy nhá, chứ còn xanh này lao vào chết chịu gọi kệ gông ấy nhá. IDC tem dầu về cho ăn thua. Đích nào, đích nó rồi đúng không, gap to ở dưới chờ thôi chưa ăn thua đâu. PR này chính ra PR may rất là đẹp. Đấy, mặc dù có gap như này đánh thủng 200 thì chờ nó cân bằng anh em nhé, chờ cân bằng, con này vẫn phải chờ cân bằng, kinh thật, đánh kinh thật, đánh về cây mùng 8 luôn, mùng 8 ở đây sợ dã man luôn ấy, đánh kinh khủng. Anh em nhìn nó giống, nó giống con nào này, con nào bọn này, cái kiểu đánh này giống cái đoạn này này. Đấy, nó kéo lên này, thấy không, đi ngang sóng lên lên rồi làm phát. Đấy, PR giống loại này. Đấy, nó phải cân bằng nhé, nó phải cân bằng xong nó mới đi lên được. 55 rồi em đấy, kinh không, cái đến kẹo này kinh khủng. Đấy, cắt lỗ hết anh em, khang liền. Chung là sell, không hiểu sao nhiều anh em thích sell đấy, mình thấy con sell nó yếu ấy, chưa có gì để đánh cả. Em nhìn đấy, mùa đây mà không tăng rồi còn gãy thì còn chết cùng thị trường không? Anh em cứ thích con sell không hiểu, con này chưa mua được. Anh em nếu mà anh em bất động sản ấy, anh em chờ nó tích lũy lại, em chú ý những cái con này. Đấy, con này, à, con này con sầu, anh em nhìn con này, à, thấy không ạ, hai con thôi, đích PR NHA để này đặt phương em nhìn này, nó đánh kiểu này đánh rất là khó chịu anh em, cứ phải chờ thôi. Còn nhịp nữa thì không biết có thủng cái nền hay không, không biết. Hết chưa, hết rồi đúng không, LCG này, KSB này, anh em nhìn nó đánh này. Đấy, em chú ý những cái vùng này của nó nhé, chờ cân bằng. Những thừa những cái cổ phiếu rơi như này thì lại phải chờ, anh em nhìn nó giống cái đoạn nào đây này, giống đoạn này. Đấy, thì sau đó nó sẽ phải hồi lên, sau đó nó cân bằng, thì lúc đó anh em chờ. Nói chung là kể cả anh em lên đến đây mà anh em nó cân bằng rồi mà nó là dòng dẫn ấy, thì anh em vẫn có thể mua được anh em ạ. Chứ em không phải gì anh em phải bắt đáy thế này, nhưng mà nó sập nhịp nữa là anh em đứt, đúng không ạ, chờ. Ngoài anh chờ cổ phiếu nó bắt đầu nó có trend xu hướng này lên đúng không, nên nó còn cân bằng chán anh em ạ, nó còn cân bằng chán rồi nó mới lên được. Lúc đó thì ngoài anh sẽ báo anh em, bây giờ cứ thoải mái đi, thoải mái đi ạ. Thấy chưa, HLV vẫn thế, VCG anh em nhìn nhá, con cổ phiếu ấy, thì ông anh những cái con mà anh báo ấy, thì nó đều tăng rất khỏe đúng không, tức là anh em nhìn là đây ví dụ như KSB thì trong dòng đầu tư công mà anh bảo đúng không, chỉ có LCG, KSB và PLC là ông anh chú ý. À, PLC hôm nay làm cây nến 69 rất đẹp đúng không anh em, cây nến này rất là ok luôn. À, nhưng mà bây giờ phải chờ nó cân bằng nên biết làm nào rồi.
đúng không? Giờ nó cân bằng nó hướng lên thì lúc đó chúng ta tính, đúng không? Sẽ có những cái cổ phiếu nó cân bằng trước thị trường, nhưng bây giờ chưa có. Như anh em nhìn này, con FRT chẳng hạn, đúng không? Con FRT này nhìn cái cách nó đánh ấy, thì có thể đây để mà, nhưng mà nó có thể quay lại test. Vì sao phải quay lại test? Vì cái nền ở trên này nó là chưa đủ em nhá. Anh em nhìn này, nó giống kiểu này này, này. Đấy, đây này tăng này, xong nó còn giảm, thì lúc mà giảm anh em phải căn đủ nền nhá, phải căn đủ thời gian. Đấy, lúc giảm thì lúc đó chúng ta mua, thì lúc đó chúng ta sẽ ăn lên cái nhịp 200 thì chúng ta té. Đó, đoạn này phải đánh thế anh em ạ. Ok, thì VN-Index nó là như thế anh em nhá. Đoạn này thì có thể là hiện tại nó sẽ có một cái nhịp hồi ngắn hạn đây, cho anh em nào còn muốn thoát thì thoát. Kể cả bây giờ anh em nhá, anh em cần nó cân bằng đúng không? Nó cân bằng lên nó có thể lên tiếp, cũng có khả năng xảy ra anh em, cũng có khả năng xảy ra. Nhưng đối với cái việc mà VN-Index nó sập này mà nó hồi lên hình chữ V ấy, thì anh em tưởng tượng nó là như này này, nó là như này này, và các cổ phiếu chạy nốt chu kỳ nó anh em nhá, thì anh em phải cẩn thận. Tức là lúc đó thì có thể tham gia, nhưng em đánh T cộng thôi, và cẩn thận cái đoạn như này nhá, cái đoạn này này kinh khủng này, nói chung là sợ. Thì cái đoạn này cũng có thể xảy ra, vì anh em biết không tại sao FTS ở đoạn này nó chưa chạy hết chu kỳ nó mà nó sập như này, thì chứng tỏ là các anh lái cầm rất nhiều hàng, cầm rất nhiều hàng. Vì anh em biết không, từ đây đây là các anh lái kéo lên mà các anh lái đánh gần xuống giá vốn. Thì tại sao, câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao các anh không đánh thủng luôn đi, đúng không? Nếu mà dòng trứng chết, tại sao các anh đánh thủng luôn đi? Mà tại sao anh em chỉ kéo đến cái vùng này anh em? Chỉ kéo đến cái vùng này. Đấy. Đấy. Anh em biết không? Biết tại sao? Đấy. Vì giá vốn của lái khi mà họ đánh ấy, họ phải lên đến vùng trên này rồi. Tức là họ gom từ dưới này, đúng không? Họ tích làm cái nền này. Giá vốn họ đẩy lên. Họ kéo lên đây thì giá vốn họ đẩy. Họ chỉ phân phối được một ít hàng này, thì lúc mà đạp xuống như này, anh em phải giả hàng thì họ cũng chính là người lấy lại. Thì họ phải cần có một cái bước giá, đúng không? Đủ dài để họ đẩy lên, thì lúc đó họ mới phân phối được hết cho anh em ạ. Đấy. Giai đoạn này có thể nó sẽ lên tiếp nhé. Và ông anh ấy, đoạn này ấy, nếu mà nó cứ lên ấy, thì vượt đỉnh thì ông anh té. Ông anh té nốt anh em ạ. Bước đi đấy. Phải đánh như thế thôi chứ chẳng cách nào khác, đúng không? Ok anh em, thì đấy. Nói chung là thị trường nó sẽ như thế. Thì anh em cứ chuẩn bị kịch bản cho anh em thôi. Ok, anh em nào muốn vào room thì liên hệ số điện thoại 0949359998 hoặc là inbox Zalo của anh nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo.